Đến chiều tối ngày hôm qua 31 tháng 8, sân bay thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ. Tuy nhiên, thì đại diện Feli Khai cho biết lực lượng này đã phong tỏa bên ngoài sân bay. Theo các cư dân Donetsk, họ nghe rất rõ tiếng pháo hàng nặng trong 4 quận của thành phố. Cũng trong ngày hôm qua 31 tháng 8, lực lượng Ly Khai đã bàn giao cho giới chức Kiev 223 binh sĩ bị họ bắt giữ. Đồng thời, người đại diện Donetsk cho biết, chỉ trong ngày 30 và ngày 31 tháng 8, lực lượng Ly Khai đã ngăn chặn thành công nỗ lực đột vây của quân chính phủ, phá hủy 2 xe tăng và 2 xe bọc thép, 6 xe tăng và 198 binh sĩ quân chính phủ bị bắt. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã thỏa thuận với Tổng thống Ukraine về việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Theo ông Putin, làm thế nào để chấm dứt đổ máu càng sớm càng tốt là phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của Ukraine.